Xin chào tất cả các bác nha. Đầu tiên thì chúc các bác sẽ có những phút trời thư giãn và đặc biệt là sẽ có những thông tin bổ ích khi xem video của em. Và như tựa đề thì hôm nay em sẽ tiến hành làm một chiếc video để chia sẻ cũng như là giao lưu với các bác về cái công việc bón phân hữu cơ cũng như là phân chuồng cho cái cây sầu riêng của chúng ta nha bác. Đây là một cây sầu riêng con, cây này thì cũng được 5 tháng rồi. Hôm nay thì em sẽ tiến hành bón phân chuồng, phân hữu cơ để tiến hành làm cơ đọt cho cái cây sầu riêng con này các bác. Về cái thời điểm để tiến hành bón phân chuồng cũng như là phân hữu cơ thì là cái thời điểm khi mà lá của cây sầu riêng này nó già và cứng lá các bác. Đây, nói chung là cái cơ đọt trước đó của chúng ta đã già và cứng lá thì chúng ta sẽ tiến hành bổ sung phân chuồng, phân hữu cơ để làm cơ đọt mới cho cây sầu riêng các bác. À, như cái cây sầu riêng này thì cơ đọt trước thì cũng đã già cứng lá, đã chuyển qua màu xanh đậm. Em cũng đã tiến hành tưới humic rồi nha các bác. Nói chung là cứ tưới humic xong 5 đến 7 ngày sau thì chúng ta sẽ tiến hành bổ sung phân hữu cơ, phân chuồng các bác. Nói chung tùy các bác thôi, bác nào thích bỏ phân chuồng, bỏ phân hữu cơ trước rồi tưới humic sau cũng được. Còn bác nào thích thì cứ tưới humic, sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành bổ sung phân chuồng. Nói chung thì video này cũng mang tính chất tham khảo thôi, bởi vì là còn phụ thuộc vào kinh nghiệm cũng như là cách chăm của từng nhà vườn nữa. Nên chúng ta cứ chia sẻ lên thôi. Cái gì được thì chúng ta tiếp thu, còn cái nào chưa được thì chúng ta cùng nhau giao lưu chia sẻ các bác. Vào chủ đề chính luôn. Vì bón phân chuồng, phân hữu cơ thì nói chung cũng có trên thị trường hiện nay cũng có rất nhiều loại thành phần hữu cơ. Sau nào có phân chuồng thì chúng ta tiến hành ủ hai mục rồi chúng ta sẽ tiến hành bỏ thì đúng là tốt nhất rồi. Còn bác nào không có điều kiện thì chúng ta phải đi mua thôi bác. Em thì em thường sử dụng phân gà của Nhật nhé bác. Phân gà nở này. Do là nhà cũng không có chăn nuôi bác, mình cũng không có phân chuồng và cũng không có nhiều thời gian để ủ với bác. Bác nào có điều kiện hơn nữa thì bổ sung phân. Nói chung cũng có nhiều loại phân à. Mỗi phân thì có một lợi ích khác nhau thôi các bác. Rồi, em thì em hay bổ sung phân gà nở thôi. Ngoài thị trường thì cũng còn rất nhiều loại phân vi sinh, phân nở khác các bác. Rồi, trước tiên là chúng ta sẽ chuẩn bị phân đó. Về phần hàm lượng thì cũng tùy vào cây nhé bác. Cây to thì chúng ta bón nhiều, cây nhỏ thì chúng ta bón ít. Chúng ta cứ bón làm sao cho vại xung quanh tán cho nó đều một chút là được, chứ không nhất thiết phải là cây bao nhiêu ký hay là bao nhiêu gam nữa các bác. Chúng là chúng ta cứ vại cho nó cảm thấy nó đều một chút là được, bởi vì là còn phụ thuộc vào cây to, cây nhỏ nữa các bác. Cây to thì chúng ta tán nó to thì chúng ta vại tốn vại nhiều, còn tán nó nhỏ thì chúng ta vại ít các bác. Trước tiên là chuẩn bị phân, và cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ vại xung quanh tán nhé bác. Về vại phân hữu cơ thì phân chuồng, phân hữu cơ thì chúng ta nên tấp lại nhé bác. Tấp lại thì lúc đấy thì phân nó sẽ hấp thụ được nhanh hơn, cũng như là cứ giữ độ ẩm cho phân thì phân nó sẽ nhanh tan ra hơn các bác. Nhưng mà chúng ta cứ vại xong rồi phơi ngoài nắng thì thực sự là rễ nó rất là khó hấp thụ nhá, cho nên là chúng ta cứ phải phủ một lớp đất hay là một lớp rác mùn gì lên trên cái lớp phân của chúng ta các bác, chứ đừng có vại rồi phơi phân các bác. Phơi phân thì trường hợp là chúng ta phải ủ, ý là chúng ta phải ngâm cho cái phân nó rửa ra rồi các bác rồi chúng ta vại. Còn không thì tốt nhất thì các bác cứ cào sơ đất ở trên lớp mặt ra rồi chúng ta tiến hành bỏ nhé bác. Sau đó thì lấp một lớp đất mỏng ở trên. Như vậy thì sau này rễ nó ra thì cây nó sẽ hấp thụ được hiệu quả nhất các bác. Còn bác nào có rác thì là nhanh nhất các bác. Cứ cào rác ra rồi chúng ta vại rồi lấy tấp rác lại thôi bác. Em thì hay sử dụng như vậy các bác. Rồi. Về cách vại chuẩn nhất thì bác nào có điều kiện ấy thì tiến hành ngâm nước các bác. Những phân nở này thì điều kiện nhất, tốt nhất là chúng ta sẽ ngâm nước cho nó rửa ra các bác. Rồi chúng ta sẽ tiến hành đổ vào gốc. Nhưng mà cái này thì cũng hơi tốn thời gian cũng như là tốn công. Nên bác nào có điều kiện thì làm như vậy cũng được. Vì lúc đấy thì phần nó rửa ra các bác, chúng ta đổ vào gốc thì cây nó sẽ hấp thụ được ngay luôn. Còn không nữa thì chúng ta cứ vại vào đấy thôi các bác. Vại được tới thôi. Ok, bây giờ thì tiến hành vại thôi. Cái này thì em cũng chỉ sơ các bác. Chúng ta sẽ cào một lớp đất mỏng ở trên mặt đấy các bác. Mỏng thôi nha bác, chứ đừng có cào sâu xuống. Bởi vì rễ cây sầu riêng thì nó cũng ăn ở trên cao thôi, trên mặt này thôi các bác. Chúng ta cứ cào lại rồi chúng ta
một lớp đất mỏng thôi, ở trên mặt thôi, rồi chúng ta vại, vại xung quanh tán, xong đó chúng ta lại tấp lại bác. Còn em thì cái này em có rác bác, rác nên em sẽ cào rác ra rồi thì em sẽ tấp rác lại được các bác. Đây, còn về phần vại thì cứ tán đến đâu thì chúng ta thay vại đến đây thôi bác. Đây, tán ở đây thì chúng ta sẽ vại ngay dưới tán bác, bỏ ngay dưới tán luôn. Rồi, rễ của cây sầu riêng thì rễ hút chất dinh dưỡng, rễ cám thì nó chỉ ở trên mặt thôi bác. Thì chúng ta cứ đừng có đào sâu bác, đừng có đào sâu 20-30 phân rồi vạ xuống thì thực sự là nó rất là khó hấp thụ bác. Vạ như tài này thì chúng ta sẽ cào một lớp đất mỏng ở trên hoặc là dùng rác rơm rạ thì đấy chúng ta sẽ tấp lên bác. Ok, chúng cây này thì bạn thầm cũng tùy vào từng đợt vại bác. Bác nào làm vại bỏ thành nhiều đợt thì chúng ta sẽ bỏ ít, bác nào thành một năm bỏ 2-3 đợt thì chúng ta sẽ bỏ nhiều. Ok, như vậy là được thôi bác. Cái này chắc tầm em bỏ chắc hơn 1 ký thôi. Ok, 1 ký, 1 ký rưỡi cho đấy các bác. Bởi vì em cũng bỏ thành nhiều lần mà, chia thành nhiều lần các bác, chứ cũng không cần nhất thiết phải dồn hết vào 2-3 lần đâu. Rồi, như vậy là xong rồi bác. Bây giờ thì nếu là vại xung quanh tán nhé bác, đừng cho vại trốn trong gốc này. Trong gốc này thì nó chung tán đến đâu thì rễ nó ra đến đó các bác. Chúng ta dồn vào trong gốc thì rễ nó sẽ loanh quanh luẩn quẩn vào đấy thôi bác. Chúng ta vại này thì rễ nó sẽ đi ra ngoài này, cây nó sẽ hấp thụ. Như vậy thì bộ rễ nó càng ngày càng phát triển các bác. Chứ chúng ta vại ở trong này thì rễ nó chỉ loanh quanh luẩn quẩn trong này thôi bác. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ dùng cào hoặc cuốc gì đấy gạt đất lên thôi bác, gạt đất gạt rác lên. Bây giờ em cứ quay bác nhưng em chỉ tấp rác lên. Tí nữa thì em sẽ dùng cuốc em cào một lớp đất mỏng thôi bác. Ok, đặc điểm của phân chuồng hay là phân vi sinh, phân hữu cơ, phân nở thì chắc chắn là chúng ta phải phủ một lớp gì lên để che phân nhé bác. Tuyệt đối là chúng ta, nếu mà chúng ta không muốn che thì chúng ta phải ngâm nước thôi, ngâm cho nó rửa ra chúng ta tưới. Đặc biệt là phân chuồng các bác, phân chuồng thì chúng ta đã ủ men rồi mà, ủ men thì cứ phải có độ ẩm, nóng ẩm thì nó men nó mới phát triển được. Chứ mà chúng ta vại xong phơi phân khô rang thì men vi khuẩn nó sẽ chết hết các bác. Rồi, như vậy là xong thôi các bác. Công việc bón phân chuồng, phân hữu cơ, phân vi sinh cho cây sầu riêng của em chắc cũng sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn các bác đã xem video rất là nhiều. Chào tạm biệt các bác nha.